Máy phun cát Duy Tùng Bắc Giang xin kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 27 tháng 8 năm 2022. Hôm nay cũng là bắt đầu vào ngày mùng 1 và mùng ngày mùng 1 tháng 8. Vừa hết tháng cô hồn. Tiễn đưa cô hồn đi và ngày hôm nay là ba đơn hàng. Đơn hàng thứ nhất là của bạn Nguyễn Trung, tổ 3, khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Của bạn là một bếp carbon và một đầu gắn bếp. Thì bếp carbon đây, bếp carbon thì nó có nhiều loại các bạn nhé. Bếp carbon đây thì mình sẽ đóng cho bạn. Cái đầu gắn bếp này nó cũng nhiều loại, nhưng mà đây mình lấy cho bạn cái đầu này để bạn dùng cho cái dây dây của bạn là D19. Đây thì bạn một cái đầu carbon, bếp carbon đây thì nó có 3 loại đây. Đây là một cái là hàng lỗ 3, cái này lỗ 6 này. Cái này lỗ 3 này thì bạn lấy cái lỗ 4. Lấy cái lỗ 4 này. Thì cho vào đây nhé. Cho vào đây để về bạn tháo ra lắp vào. Cái bếp carbon này nó cũng rất là dễ vỡ nên là dùng gửi đi đường như này cho nó yên tâm. Đấy. Một cái đầu gắn bếp này. Đóng này nó có hộp sẵn rồi, chuyên nghiệp rồi. Bọc vào giấy cho bạn cho nó an toàn. Cho vào giấy xốp rồi nhé, giấy xốp lỗ này thì yên tâm rồi. Cái này của bạn gửi hết tiền rồi thì mình sẽ ship miễn phí, các bạn cứ gửi hết tiền mình sẽ ship miễn phí, còn các bạn mà không gửi hết tiền thì các bạn những bạn nào mà mới mua hàng của mình lần đầu thì các bạn chuyển tiền nhé, thì mình sẽ gửi hàng để tránh trường hợp là thì chưa biết nhau thì bây giờ mà trêu đùa nhau thì mỗi một lần chuyển thì nó cũng không mất nhiều đâu, nhưng mà nó chỉ mệt cái là cứ đóng hàng xong chuyển đi chuyển lại, chuyển nó hết tầm 35.000 thôi, 35-40.000 đến 50.000 tùy theo. Nếu mà chuyển như thế này thì không thu tiền nữa thì bưu điện họ cũng không thu cái tiền thu hộ thì nó cũng không hết bao nhiêu, thì mình sẽ khuyến mại cho các bạn ship miễn phí. Đây là hai đơn này nữa. Đơn này là một đơn của bạn Vũ Minh Tâm, đơn Tân. Đơn này bưu điện Viettel họ quên này, quên mấy hôm rồi. Nên là không 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 lấy cái đơn này. Nên bây giờ mới gửi được cho bạn. Ở Phổ Yên Thái Nguyên của bạn 10 bếp hợp phun, bếp hợp kim. Thì cái này là chưa bạn chưa trả tiền thì các bạn nhận hàng các bạn sẽ thanh toán tiền ship nhé. Đơn thứ hai là đơn của đơn thứ ba là đơn của bạn là Lê Cương, của bạn cũng 10 bếp hợp kim. Đấy, những bạn như này rồi thì những bạn mà các bạn mua hàng của mình rồi ấy, thì mình sẽ gửi hàng cho các bạn không cần thanh toán trước, còn những bạn mà thanh mới thì các bạn phải thanh toán trước. Đây một bộ nữa này, bộ này thì mình bán lên lên Lục Ngạn cho một bạn ở đây gần đây, bạn đến bạn lấy thì bây giờ bạn đang đi thuê xe. Bạn đã học thuộc rồi. Đây một bộ này là 12 triệu 500. Bạn đến đây thì mình lại tặng thêm cho bạn 10 cái bếp hợp kim nữa. Đấy thì nó chỉ vào 12 triệu thôi. Tức là khuyến mại đến mùng 2 tháng 9. Thì đây là một cái máy 3HP 120 lít. Đây là hàng của Puma nhé. Hàng này là bảo hành 1 năm 12 tháng. Hàng này thì cực kỳ chất lượng luôn rồi. Các bạn dùng thì yên tâm luôn. Riêng máy nén khí của mình bán thì trong toàn quốc đấy, mình chuyển hàng bất cứ chỗ đâu mà bị hỏng bị lỗi cái thì mình đều chuyển về nhà máy hết.
đấy, nhà máy họ sẽ chạy hơi đủ hết họ mới cho xuất xuất xưởng, không có xuất sát cái gì cả. Nên là các bạn mua hàng của bên mình là rất yên tâm về mình. Mình bây giờ bên bưu điện và Viettel thì họ coi là khách hàng lớn, bởi vì là hàng chuyển đi rất là nhiều mà toàn hàng cồng kềnh, nên là họ sẽ có cái chương trình hỗ trợ vận chuyển. Bạn nào mua thì alo nhé, máy phun cát Duy Tùng Bắc Giang, điện thoại là 0915 101 180. Các bạn ở gần thì các bạn cứ đến tận nơi, ở gần mình sẽ khuyến khích các bạn đến tận nơi, đến tận nơi mua thì sẽ được hướng dẫn làm thành thạo, hướng dẫn làm thành thạo, sau đó là các bạn sẽ chỉ mang về chỉ việc làm thôi, nó không có bị mắc ở cái gì cả. Bắn như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm, ai mà chưa biết gì thì đến đây mình sẽ hướng dẫn làm bắt đầu từ đầu, thậm chí cả cách cài đặt máy luôn, và máy cắt hay là đề can. Nói xin chào tạm biệt các bạn.